một người mà có thể nói được là một người khá quyết định cái vận mệnh của chúng ta ở đây, đó là thầy Tòng. Xin mời thầy Tòng đứng lên. Thầy Tòng năm nay là tuổi đời còn cũng hơi nhỏ, có 90 tuổi thôi. Thầy là lương y đa khoa quốc gia, và thầy đã có bằng lương y đa khoa quốc gia thì đương nhiên thì nói tới bằng là hết nói rồi. Hiện tại cha đề nghị thầy đến đây để làm viện trưởng ở đây, và thầy có nhiệm vụ quan sát các thầy chữa ung thư và cố gắng hỗ trợ điều trị ung thư cho các bệnh nhân, và thúc đẩy các thầy làm sao cho bệnh nhân không được chết mà phải trở về sống lại. Thì đây là một cái con người rất là đặc biệt trong cái khu vực này. Chúng ta thấy đặc biệt không? Rất là đặc biệt. Thế thì hôm nay thay mặt cho tất cả các thầy ở đây, cũng như chính quyền địa phương ở đây, cũng như là tất cả các bệnh nhân, con mời thầy là đứng ở đây để thầy ba quân tướng sĩ ở đây, tức là thầy sẽ cứu hết tất cả mọi người này bằng cái trình độ lương y đa khoa quốc gia, bằng cái tuổi đời 90 của thầy ha. Và cha và thầy Tòng cũng đã từng nghiên cứu với nhau về công nghệ cháo nano, thẳng dược nano, mà thầy Tòng là đời 1930 là thầy Tòng 3X, còn cha 1975-77 là 7X. Vậy thì đời 3X mà nghiên cứu tới đời 7X mới ra được công nghệ chữa ung thư, xa không? Xa dữ lắm. Do vậy mà thầy Tòng đến đây để mà phụ giúp chúng ta. Và thầy Tòng là thầy danh chánh ngôn thuận ở đây. Tất cả các chủ tịch chữ thập đỏ hiểu rồi ha, và tất cả các bệnh nhân hiểu rồi. Và hôm nay chúng con đề nghị thầy ở đây, và trước khi chúng con đề nghị thầy thì chúng con đã cho thầy gặp được các chính quyền địa phương rồi, cụ thể là chú Năm đúng không, cụ thể là anh Tám ha. Thì chú Năm và anh Tám sẵn sàng đón nhận thầy vô trong này để thầy làm viện trưởng ở đây, để thầy có thể hỗ trợ cho các thầy ở đây, và thầy có thể cố vấn cho các thầy và tiếp sức cho các bệnh nhân. Thầy có đồng ý điều này không? Đó là đồng ý đàng hoàng ha. Vậy ngay bây giờ thầy có thể nói lên cái tâm tình của thầy trước khi thầy đã lên chức viện trưởng ở đây. Kính thưa bà con, hôm nay có mặt ở đây, tôi, một lương y quốc gia của Bộ Y tế, hôm nay tôi rất hân hạnh được Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Tường mời tôi giữ chức nhiệm viện trưởng dân y viện của người nghèo. Cái điều này tôi không lấy gì làm lạ, vì tôi đã ngồi nhiều viện trưởng khác, nhưng mà hôm nay cái công trình của Linh Mục với sự nghiên cứu dày dặn của tôi được lời mời danh dự này, dù rằng trong đời sống nhỏ hẹp, ăn cháo nano, tôi cũng thấy là một vinh hạnh vô cùng. Vì sao vinh hạnh? Vì tôi được góp sức vào một cái công trình để giải trừ bệnh ung thư, một cái bệnh trên thế giới nghe điều ghê sợ. Vậy thì hôm nay cái lời của tôi thổ lộ tâm tình của tôi là tôi nguyện đem hết khả năng, đem hết sức lực, dù già yếu nhưng mà cũng cố gắng theo lời mời của cha Nguyễn Văn Tường để tôi làm hết trách nhiệm của tôi đối với sự đề nghị này, hầu cứu vãn một số bệnh nhân đang mắc bệnh ung thư cho được mỹ mãn. Tôi có bao nhiêu lời. Chúng con cảm ơn thầy rất là nhiều. Tuy rằng là thầy nói ngắn gọn, nhưng mà những lời vàng ngọc, cái mà chúng con nắm được ngay chỗ là thầy nguyện hết sức mình. Đây, cái chỗ đó là cái chỗ quyết định cho các bệnh nhân sống lại hay là chết luôn. Cho nó đúng không? Vậy chúng ta tới đây là chúng ta gặp một viện trưởng 90 tuổi
lương y đa khoa quốc gia đi khắp năm châu để dạy dỗ. Vậy thì chúng ta còn chỗ nào để đi nữa không? Chúng ta cần tìm thầy nào nữa không? Được rồi, chúng ta dừng lại tại đây. Coi như đối với những người bệnh ung thư cho cả nước thì đây là bến Bình Yên, bến đổ Bình Yên. Đúng vậy không nè? Bến đổ Bình Yên.